Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video, cái chủ đề là hướng dẫn cách video ngắn reel bằng cặp kết nha. Thì video ngắn thì các bạn làm ra, các bạn có thể up cho Facebook, cho TikTok hoặc là cho YouTube cũng được. Nhưng mà mình đang hướng dẫn làm Facebook nên mình ghi cái tiêu đề vậy thôi. Đó thì đây là mấy cái video ngắn mà mình up này, thì có video thì mấy triệu view, có video thì mấy trăm ngàn view. Đây là hai cái video mình mới up, mình mới cắt hồi nãy này. Đó thì đây là mình dùng để làm ví dụ thôi. Đó thì mình sẽ mở cái cặp kết lên. Đó thì mình sẽ tắt rồi mình ra lại cái màn hình, mình sẽ new project nha. Đó thì giờ các bạn muốn cắt từ cái video nào thì các bạn import cái video đó vô. Đó, bây giờ ví dụ như mình muốn cắt cái video này thì bắt đầu là mình sẽ kéo video rồi xuống nha. Rồi bắt đầu các bạn chọn ratio này. Thì nếu mà réo á, nếu mà các bạn làm video thường á, thì các bạn có thể chọn 16 chỉnh là để up YouTube bình thường này. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn làm video réo á, thì các bạn chọn cái chỉnh 16 này. Đó thì hiện tại là nó đang thành cái khúc khúc cũng dọc rồi nha. Đó thì ví dụ như các bạn muốn cắt từ đây đi. Đó. Rồi mình sẽ lấy một phút thôi nha, tại vì cái reel này thì nó khoảng cho một phút thôi. Thì mình sẽ lấy hơn một phút để mình demo cái tính năng tăng tốc đó. Thì bây giờ mình bây giờ giờ mình sẽ quay lại, ví dụ như các bạn muốn làm cái khung dạng này nha. Đó thì là các bạn chọn cho đây đó, blur này, các bạn muốn blur nhiều thì các bạn chọn cho đây, còn muốn blur thì chọn cho đây, muốn blur nữa thì chọn cho đây. Đó thì sau khi chọn blur xong, các bạn kéo zoom cái video ra đó. Rồi sau khi kéo zoom ra thì các bạn chọn text rồi add vô. Thì nếu tại vì bình thường, nếu mà mình làm video bình thường thì mình bỏ dừa cho nó cánh nha. Nhưng mà tại vì cái thằng Facebook á, nó sẽ từ giống che che cái kiểu gì á, nên nó bị che lắm. Mình sẽ để ở dưới này một xíu đó, mình sẽ add thêm một cái tệp nữa, mình sẽ để ở dưới này nha. Đó đó thì bây giờ mình tiện thử mình chọn cái tên nữa đi. Thì nếu mà mình để sai tâm á, thì nó hay bị lỗi phông chữ lắm. Nhưng mình phải chuyển sang đó thì các bạn sau khi gọi xong thì các bạn cánh cho nó vừa phải, vừa đủ cái của mình thôi. Nhưng mà các bạn để ý là nên để dưới này một xíu, tại vì nếu mà các bạn để chỉnh dưới này á, thì up lên kênh thì nó không có đẹp lắm. Đó, thì sau đó các bạn muốn tăng tốc video á, thì các bạn tăng tốc nha. Đó, ví dụ vậy. Rồi chỉnh cái tệp này cho nó hợp về lại, tại vì thằng Facebook nó chỉ cho up một phút thôi nên mình làm là cũng cũng hơi khó. Rồi ví dụ như bạn nào muốn add mấy cái sự tích đôi cho vui thì chọn cho đây đó, vậy thôi. Thì mình chỉ làm đi demo thôi nên mình add đại đại cũng được, còn muốn lắm màu rồi gì thì các bạn vô đây. Đó thì đó, sau khi mà edit xong đó, thì các bạn sẽ xuất đó, thì mình sẽ chọn là ví dụ như ở đây này, ví dụ mình chọn là recommend thì mình chọn là 1080p thì nó sẽ xuất ra là đồ phân giải full HD nhưng mà theo cái chiều dọc nha. Đó thì mình sẽ chọn export. Mình đã có được một cái video này là video ngắn, thì các bạn có thể dùng để up lên trên trên Facebook.
được, hoặc là up TikTok hoặc là YouTube cũng được. Thì đó, thì video của mình kết thúc ở đây nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.